xin kính chào cô chú anh chị ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Nấm Ấp Miền Tây. Cô chú anh chị hôm nay chúng ta làm một lộ trình nha. Là một lộ trình từ đây đi qua Cù Lao Viên nha cô chú anh chị. Dạ. Đây là mình xuất phát từ trung tâm thương mại Mỹ Luông nha. Nghĩa là chợ của Mỹ Luông đó, chợ mới của Mỹ Luông ha. Bây giờ mình đi mình làm một lộ trình đi qua bên Cù Lao Viên nha cô chú anh chị. Cũng về cuối năm rồi thì thôi mình cũng đi dạo một vòng khu vực thị trấn cho cả nhà mình xem nha. Mời tất cả mọi người cùng đi nha. Xin nói thêm là thị trấn Mỹ Luông này thì cũng thuộc huyện chợ mới nha cả nhà. Còn đây là chợ cũ nè. Dạ vâng, có cái chữ chợ Mỹ Luông đó. Đây là chợ cũ của ngày xưa ha. Dạ vâng. Còn con đường này thì là mình đi thẳng luôn, mình sẽ đi qua bên Đồng Tháp được nha cả nhà. Dạ. Mình đi thẳng hoài luôn nha, sẽ đến đến cái tàu thượng rồi là mình sẽ đi qua bên Đồng Tháp. Dạ vâng. Còn đây là khu vực của thị trấn Mỹ Luông. Huyện chợ mới tỉnh An Giang mình ha. Tiệm Việt hôm nay thì Kim đi qua bên Cù Lao Viên, Kim ghi hình nhà thờ xưa ở bên Cù Lao, nhà thờ lớn nhất ở bên Cù Lao cho cả nhà xem. Thì tiện thể Kim ghi hình một lộ trình ngắn ngắn nho nhỏ để gửi đến tất cả mọi người, những bà con quê hương mà đã từng sinh sống nơi đây, biết nơi đây, bây giờ phải xa quê vì một lý do nào đó, vì công việc hay là định cư nơi xa xôi. Thì xem lại những thước phim về cuối năm vòng quanh của thị trấn Mỹ Luông, đi qua Cù Lao Viên nha cô chú anh chị ha. Đây là toàn cảnh sinh hoạt vào buổi sáng nơi thị trấn Mỹ Luông. Không khí thứ rất là trong lành, rất là mát cả nhà. Thị trấn thì cũng còn đông người hơn và cũng còn náo nhiệt hơn. Chứ mình đi về vùng quê một chút, mình đi vào vùng sâu một chút xíu thì nó cũng hơi vắng. Dạ, nhưng không sao hết ha. Ở đâu cũng là quê hương mình hết. Đây là phía cầu Mỹ Luông nha cô chú anh chị. Bây giờ mình vòng qua đó mình mới đi qua. Có người thì gọi là cầu Mỹ Luông, có người thì gọi là cầu Tấn Lợi nha cô chú anh chị. Bởi vì qua bên kia, qua bên kia cầu là thuộc về xã Tấn Lợi rồi. Bây giờ mình chạy qua đây để mình đóng phí mình qua cầu nha. Như vậy là 5.000 tiền Việt Nam đồng mình ha. Còn đây là cầu Mỹ Luông nè, hai bên thì bà con mình cũng nuôi cá lồng bè khá là nhiều. Dạ, cả hai bên luôn nha. Cầu này bắc qua bên Cù Lao cũng khá là dài. Dạ,
cả nhà có nhìn thấy không, xa kia là có nóc nhà thờ đó, cao cao lên đó, đó là nhà thờ cổ, nhà thờ xưa, và nhà cũng là nhà thờ lớn nhất của bên Cù Lao Viên ha cô chú anh chị. Đó, Kim Nhiên màn hình qua phía bên nhà thờ cho cả nhà mình xem đó. Bên thì bà con mình nuôi cá lồng bè rất là nhiều. Dạ. Bên đây cũng vậy nữa nè. Đó, cả nhà có nhìn thấy rõ không ạ? Một phía một bên là nhà cửa đông đúc là nơi thị trấn Mỹ Luông, còn một bên là cá lồng bè. Và phía xa xa kia sau khúc rặng cây đó thì có một cái nóc nhà thờ cao cao, đó là mình sẽ đến đó nha cả nhà. Đây là cầu Mỹ Luông. Bây giờ mình tiếp tục nha, tiếp tục mình đi xuống hết cầu này để rồi mình đi qua Cù Lao nha. Không phải đây là lần đầu mà Kim đi qua Cù Lao này, mà cũng không phải lần đầu Kim mới ghi hình lộ trình cho cả nhà xem đâu, cũng là nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm nay tiện việc cũng về cuối năm rồi, cho nên là Kim đi qua đây cũng gần đến Noel chứ. Dạ, cũng không còn mấy bữa nữa đâu thì đến Noel rồi, chúng ta mừng đón chào đón lễ Giáng sinh, mừng Chúa sinh ra đời ngày Noel vào ngày 24-25 tháng 12 dương lịch. Thì đêm 24 thì sẽ có diễn lại hoạt cảnh Chúa sinh ra đời trong hang đá, máng cỏ và nơi vào mùa đông giá rét. Dạ, sẽ có diễn cảnh hoạt cảnh lại vào đêm 24. Dạ. Còn sáng 25 thì chỉ có lễ không thôi. Dạ. Bây giờ mình qua bên Cù Lao để mình ghi hình cái khung cảnh trang trí cái vào buổi lễ chào đón, mừng đón lễ Giáng sinh. Dạ, cho cả nhà xem nha. Dạ, đây là cổng chào của xã Tấn Mỹ nè. Vì vậy mà có người gọi là cầu Mỹ luôn, có người thì gọi là cầu Tấn Mỹ là vì vậy đó cả nhà. Bây giờ phía trước màn hình mình là ngã ba nè. Phía trước màn hình mình là ngã ba nè. Nếu mà mình rẽ bên tay phải thì mình sẽ đi về chùa Phước Thành, hay là mình đi về nhà thờ Bình Phước Xuân. Dạ vâng. Còn nếu như mình rẽ bên tay trái nè thì là mình sẽ đi về Cù Lao, đi về nhà thờ Cù Lao Viên đó cô chú anh chị ha. Ôi, ở đây đang làm đường rồi nè cả nhà ơi. Hồi trước hả, đi sợ lắm luôn. Hồi trước thì đường thì nhỏ mà lại đường khó đi lắm cả nhà. Dạ. Trời ơi, bà con khu vực rất là vui mừng luôn ha. Vì vui đón lễ Giáng sinh và vui đón một năm mới, có con đường mới đi êm ái hơn và rộng rãi hơn, an toàn hơn. Trời ơi, tuyệt vời quá đi. Kim đi khắp nơi, Kim ghi hình ở huyện này tỉnh kia, Kim thấy những nơi nào mà bà con mình đường đi lối lại được thông thương dễ dàng, thì hay là có những chiếc cầu xinh xắn hoặc là có những chiếc phà, bến phà, Kim rất là thích luôn vậy đó. Kim rất mừng cho quê hương mình, cứ mỗi ngày mỗi hoàn thiện, mỗi đi lên cho người dân đỡ vất vả hơn trong cuộc sống, Kim rất là vui ạ. Rồi bây giờ chúng ta đến nhà thờ rồi nha. Bây giờ chúng ta đến nhà thờ. Nhà thờ thì đối diện với trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Thư. Dạ vâng.
con ở Cù Lao Viên mình năm nay đón một mùa Noel và một mùa xuân mới thật là vui rồi nè, niềm vui trọn vẹn rồi khi mình được nhà được no ấm rồi, được xuân vầy, được vui no ấm rồi, cộng thêm có một con đường mới lưu thông được an toàn hơn, rộng rãi hơn, thì không có niềm vui nào bằng nữa cả nhà ha. Dạ Kim cũng mừng cho tất cả bà con mình ở Cù Lao này có được một con đường sạch đẹp, rộng rãi và lưu thông được êm ái, an toàn hơn. Kim cũng mừng vui lây cho mọi người nữa. Kim cũng hòa niềm vui, muốn hòa niềm vui này với tất cả mọi người. Tuy rằng con đường đang thi công cũng chưa hoàn thiện, nhưng mà tất cả như vậy thì chắc chắn bà con mình sẽ có một con đường rộng rãi, an toàn ở cả nhà ha. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra thôi. Bây giờ đang làm rồi thì chỉ chờ ngày hoàn thiện nữa thôi. Cũng rất là may mắn, cũng khá lâu rồi thì hôm nay cũng vào dịp Noel thì Kim mới trở lại để ghi hình ở bên Cù Lao Viên này, ghi hình nhà thờ, khung cảnh nhà thờ trang trí đêm mừng Chúa Giáng Sinh, và cũng đồng thời cũng vì vậy mà Kim mới có được một cái lộ trình nhỏ này để gửi đến cho tất cả mọi người xem. Để nhìn thấy bà con ở Cù Lao này cũng có một con đường mới như thế này. Dạ. Chứ hồi trước đường thì nhỏ mà đi rất là vất vả cả nhà. Mưa xuống một cái là đường lỗ chỗ khó đi lắm, nguy hiểm lắm. Bởi vì đây là một trục lộ chính. Dạ. Đây là con đường chính nối liền các xã ở bên Cù Lao Viên này. Và đồng thời trên con đường này cũng có khá nhiều nhà thờ, nhà thờ và chùa. Dạ. Rồi cũng có khá nhiều ngôi chợ cũng nằm trên con đường này nữa. Cho nên là con đường này gọi là con đường chính của bên Cù Lao Viên này nha cả nhà. Bây giờ mình đi ngang qua chợ nè. Đó, và đây cũng là ngôi chợ lớn nhất ở khu vực bên đây, bên Cù Lao. Dạ, chợ Tấn Lợi nha cả nhà. Chợ này thì Kim cũng có đến ghi hình mấy lần cho cả nhà xem rồi đó.
bây giờ chúng ta đang đến một ngã tư. Dạ, trên cái lộ trình này mình đang đến một ngã tư, chúng ta đang dừng lại ở ngã tư. À, phía trước màn hình mình thì có bến đò Tấn Long. Bến đò Tấn Long đó mình sang bên kia là mình có thể đi Thanh Bình nè, rồi đi Tam Nông, đi Hồng Ngự, đi Cao Lãnh. Và cũng có thể mình đi về thành phố Hồ Chí Minh là Sài Gòn đó cả nhà. Dạ, và phà đò thì cũng đò lớn, chở được xe 4 bánh nha cả nhà. Dạ. Còn hướng này thì mình cũng đi đi xuống bến đò ngang nhỏ nhỏ. Từ bến đò bên đây mình sẽ sang bên kia là bến đò cột dây thép của tôi không biết là mình đi đó là khu vực đó mình đi đó là chợ mới hay sao á. Dạ, đó là bến đò cột dây thép nha cả nhà, đó bến đò nhỏ cột dây thép. Còn phía bên đây thì mình sẽ đi về chùa Đạo Nằm đó cả nhà. Dạ vâng, đi về chùa Đạo Nằm là mình đi hướng bên này. Dạ vâng, hướng tay phải nè. Đi thẳng màn hình thì là bến đò Tấn Long, mà đi rẽ trái thì bến đò cột dây thép nha cả nhà. Thôi bây giờ mình xuống bến đò cột dây thép nha. Dạ vâng, mình rẽ qua đây chút xíu đi ha, chứ mình không có chùa đó không, nếu không phải ngày cúng lễ thì chùa vắng, cả nhà đi vào đó sợ lắm. Ở đây là đường mình đi vào bến đò ha. Chị ơi, đường nào đi xuống bến đò? Cô, đường nào đi xuống bến đò vậy cô? Dạ con cảm ơn. Dạ dạ con cảm ơn ha. Dạ. Dạ dạ, à, đây đây là cầu, đây là phà dò con cảm ơn. Rồi rồi con biết rồi. Có cái đường nhỏ này là chạy thẳng để đi cầu Mỹ luôn cả nhà, còn đường này là đi xuống bến đi xuống bến đò. Đó, đến đây cũng có hai ngã nha, cái ngã mình đi qua cầu là đi xuống bến đò nha. Hôm nay cũng tiện việc là Kim đi qua ghi hình ở đến nhà ở nhà thờ Cù Lao Viên vào nhân dịp lễ Noel. Nhà thờ trang trí rất là đẹp cho nên là Kim qua Kim ghi hình cho tất cả mọi người xem. Đồng thời thì tiện đây Kim cũng ghi hình lộ trình từ cầu Mỹ luôn. Cũng còn có bà con thì cũng kêu là cầu, có người thì gọi là cầu Mỹ luôn, có người thì gọi là cầu Tấn Mỹ. Yeah. Cho nên là Kim có một lộ trình này cho cả nhà xem luôn, tiện thể mình qua Cù Lao Viên á cả nhà. Như vậy nè, Kim nghĩ rằng mình đi đến nơi đâu, mình biết đâu thì mình cũng muốn ghi lộ trình để cho bà con mình cũng đều biết giống như mình vậy, cho nên là Kim đều ghi lại những lộ trình. Đây là trên đường này mình cũng có nhà thờ Đức Bà Cồn trên, dạ cách đây 300m. Chút xíu nữa mình đến ghi hình bến đò xong rồi thì mình sẽ rẽ vào nhà thờ cho cả nhà xem nha. Dạ, Kim cũng chưa biết nhà thờ này đâu, bởi vì nhà thờ nằm ở phía trong nè. Nhà thờ Đức Bà Cồn Trên nè, nằm ở phía trong, cho nên là chút xíu nữa mình mới chạy vào mình viếng nhà thờ luôn cả nhà nha. Bây giờ mình đi xuống phía bến đò đi. Suy nghĩ của Kim thì đơn giản vậy thôi. Kim biết thì Kim cũng muốn cho bà con mình biết, để rồi cùng nhớ về quê hương.
cùng nhìn lại quê hương mình. Đơn giản chỉ là như vậy thôi mọi người. Rồi mình tới bến đò rồi nha. Để Kim dựng xe ở đây ha. Kim dựng xe sát vô đây nè để cản trở cho lưu thông nè. Thôi thì lộ trình của mình đến đây thì cũng Kim cũng dừng lại nha. Để tiếp tục mình để Kim đi nghỉ chuyến đò. Kim ghi chuyến đò qua lúc khác cho cả nhà xem nhé. Lộ trình của mình thì đến đây thôi. Kim tạm dừng ở đây nha. Xin chúc tất cả bà con mình thượng lộ bình an và luôn gặp nhiều may mắn an lành trong mùa Noel này nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.